Mặc dù các cơ quan truyền thông đã phản ánh, cảnh báo nhiều về các chiêu trò lừa đảo trên không gian mạng, nhưng vẫn có nhiều nạn nhân sập bẫy. Và mới đây nhất, một nạn nhân ở huyện Tiên Lữ đã bị một nhóm đối tượng sử dụng tài khoản Facebook mạo danh lừa đảo chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng. Đó là trường hợp của anh Nguyễn Văn Tê, thường trú tại huyện Tiên Lữ. Dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 vừa qua, anh đã bị một nhóm kẻ xấu sử dụng Facebook mạo danh người từ siêu thị Điện Máy Xanh liên lạc thông báo cho anh đã trúng thưởng một nồi chiên không dầu. Đây là khởi nguồn mà anh đã bị thao túng tâm lý với thủ đoạn dụ dỗ nhận quà, nhận tiền lãi khiến anh mắc bẫy và mất 1,4 tỷ đồng. Em có làm theo cái hướng dẫn của họ thì đầu tiên thì các cái mã giao dịch chỉ là 200.000 đến 300.000 thì em chuyển cho họ, thì ngay sau khi chuyển khoản xong các mã giao dịch 200-300.000 thì họ chuyển lại cho em số tiền từ 3 đến 50.000. Cái mã giao dịch về sau thì số tiền càng tăng lên từ 1 triệu đến 2 triệu. Thế thì bắt đầu từ cái mã giao dịch 2 triệu họ nói lý do là do cổng thanh toán bị lỗi chưa trả tiền gốc cho em được. Hướng dẫn em là cứ tiếp tục tham gia thì cái số tiền mà em đã chuyển khoản cho các đối tượng nó lên đến 1 tỷ 400 triệu. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã xảy ra 9 vụ lừa đảo qua mạng, khiến các nạn nhân thiệt hại với tổng số tiền gần 20 tỷ đồng. Điển hình, trong tháng 1 năm 2023, Công an tỉnh Hưng Yên đã triệt phá và khởi tố vụ lừa đảo gồm 6 đối tượng do Nguyễn Văn Thế, quê ở xã Tam Đa, huyện Phù Cừ cầm đầu, đã tổ chức lừa đảo nhiều người với số tiền trên 10 tỷ đồng. Chúng ta cũng không nên cung cấp tất cả các thông tin cá nhân cho những người mà mình không quen biết. Bởi vì các đối tượng là dựa vào cái tâm lý, đánh vào cái sự tin tưởng của bị hại. Khi mà đã chuyển tiền hoặc đã cung cấp thông tin rồi thì lại tiếp tục chuyển tiền, mục đích để muốn lấy lại tiền. Nhưng thực tế đấy là cái kịch bản của các đối tượng để thao túng tâm lý của bị hại. Do đó, việc điều tra sẽ rất khó khăn. Vì vậy, biện pháp đảm bảo an toàn, phòng tránh mắc bẫy lừa đảo trên không gian mạng, người dùng không nên chia sẻ các thông tin về nhân thân như thẻ căn cước công dân, tài khoản ngân hàng, ảnh thẻ, vân tay lên mạng xã hội. Bởi với công nghệ AI phát triển như hiện nay, thì đây là những thông tin dễ bị lấy cắp để lập tài khoản mạo danh, lấy thông tin để tổ chức lừa đảo.